Hi everybody, welcome back to my English video translation. And I think this is a second video that I make for you. So in this video, I'm going to show you a special topic that related to a road accident. Do you know about the word road and accident? Yes. Road mean a specially prepared hard surface for cars, buses, bicycles, etc. to travel on it, right? And the word accident mean I think you can know about it meaning clearly according to this picture, right? Yes. This picture, I think you know it clearly. Yes, accident, right? Yes. So accident mean an event in which a car, train, plane, etc. is damaged and often someone is hurt, right? Okay. So today, bọn mình học này, bà đây cái phần tài mờ này video mới này, chẳng. Nên cứ chỉ video thứ hai đây là khi bạn thuộc cả phần lớn hay đây là cứ chỉ topic mới để đây là một cái cuộc tai nạn tam đoàng plug road accident. Okay. So now let's start the whole topic. Chúng ta bắt đầu bài tập bài tập mới. Before I translate for you, let me read for you first, right? Every day, we read and hear about road accidents. Hundreds of people die on the roads every year, and many more are injured or maimed for life. Many factors contribute to this. The roads are overcrowded this day. Thousands of cars, buses, motorcycles, and other road users compete for space. Everyone seems to be in a hurry. All it takes is a small mistake and an accident occurs. Although there are people who are reckless and inconsiderate, they take a great risk and thus are a danger to themselves and others. Then there are faulty vehicle jaywalker, roadhogs, drunks, potholes, traffic jams, barbed stray, animal, and other hazards. It is impossible to get rid of them entirely. Road accidents will continue to occur. The only thing to do is to take steps to reduce the risk. The more car we take, right, the less chance of accident happening to us, right? Okay. So let me translate for you. Okay, chẳng biết ha, every day ni kư yung practice sap ngày ni. We read and hear, yeah, about a road accident. Chẳng biết ha, rồi sap ngày ni yung ban an hay ban lư, ampi
kru tnak na tam dong plau ba hundreds of people die on the roads every year and many more are injured or maimed for life chang ka tha manuh roap roy ban slap ma tam dong plau chi rieng roa chnam hai ba manuh chi chran neang kư tro ban rong robuh hai nang pika os mu chivit phang dae many factors contribute to this ba kata dal chomroy oy mien nou panha ni kat lang kư da sa ti muoy kư plau kư sop thang neang kư vi mien ka skot steh ba kot steh nen nan tan ta ba chang na ba tam dong plau kư mien rot yon mien la ai thom thom chi chran ba ម៉ូតូកង់ឯហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺថានៅតាមដងផ្លូវគឺវាមានការស្ទះកកស្ទះជាច្រើនបាទកកស្ទះចរាចរណ៍អញ្ចឹងមកណាជាច្រើនសប្តាហ៍នេះបាទ thousands of car buses by motorcycle and other road user compete for space បាទអញ្ចឹងអា thousands of នេះ thousands of ហៅថា thousands of carឡានរាប់ពាន់គឺជារថយន្តក្រុងហ្នឹងបាទហើយនឹងម៉ូតូរាប់ពាន់អាកង់រាប់ពាន់ហ្នឹងហើយនឹងអូយកអាយផាយជិះបានផាយថាឡាននឹងឡានក្រុងណាម៉ូតូណាកង់បាទគឺជាអ្នកបើកបោរាប់ពាន់ហ្នឹងគឺអ្នករាប់ពាន់នេះផាយរាប់ពាន់ក្រោយមករាប់ពាន់ហ្នឹងគឺបានទៅប្រណាំងប្រជែងបាទឬក៏វ៉ាគ្នាបើរកតែ space បាទរកតែកន្លែងស្រួលអញ្ចឹងណាបាទណែ compete for space គឺថាវ៉ាគ្នាប្រណាំងប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងមកបាទអូខេ everyone seem to be in a hurry អ្នករាល់គ្នាទាំងអស់នោះគឺវាហាក់បីដូចជាបញ្ញាបញ្ញាឡះមិនដឹងទៅងប់ណានិយាយអញ្ចឹងមកអាខ្លាំងថាឧមាថាណាឃើញគឺវ៉ាមួយអញ្ចឹងថាមិនដឹងញាប់ទៅងប់នៅណាទេអា everyone seem to be in a hurryម្នាក់ហ៎វាហាក់បីដូចជាបញ្ញាប់បាទ all it takes is a small mistake and an accident occur អញ្ចឹងថាអញ្ចឹងបាទអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបានធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅកំហុសបាទជាច្រើនហើយវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានបាទអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរOkay, also there are people who are reckless and inconsiderate. ហើយផងដែរក៏មានផងដែរក៏មាននៅមនុស្សដែលប្រហើនបាទបាទហើយនឹងធ្វើប្រហែសបាទ They take great risks and thus are a danger to themselves and others. អញ្ចឹងគេថាពួកគេទាំងនោះគឺបានបង្កើតបានមកកោឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បាទបាទក៏គ្រោះមហន្តរាយណា great ring គឺបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងហើយដូច្នេះបាទដូច្នេះគឺធ្វើឲ្យមានបាទ danger នឹងចឹងគឺថាបាទគ្រោះថ្នាក់បាទបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងទៅដល់ពួកគេហើយនឹងអ្នកដទៃទៀតបាទមានពេលខ្លះបើវាប្រហើនវាស្គួតទៅវាក៏ស្គួតទៅបាទទៅប៉ះពាល់គេទៀតហ្នឹងឯងបាទ Then the faulty vehicle driver car road hard trunks pothole traffic jam by weather stray animal and other hazard បាទអញ្ចឹងពាក្យថាដែលនេះគឺបន្តមកទៀតគឺមាននៅបាទឬក៏អាចថាបញ្ហាដែលគុណសម្បត្តិឬក៏បញ្ហាដែលមានបន្តទៀតនេះគឺវាអាចបណ្ដាលមកពីរថយន្តធំធំបាទ vehicle ហ្នឹងរថយន្តធំធំបាទ Java car រថហងគឺថាមនុស្សដែលដើរបាទអត់ដឹងទិសកំបានអីហ្នឹងបាទតាមដងផ្លូវចឹងមកបាទនេះយើងប្រហែលថាអ្នកដែលស្វឹងឯងបញ្ហាដែលកើតឡើងគឺដោយសារអ្នកស្វឹង pothole មកថាកលុកបាទកលុកតាមដងផ្លូវហ្នឹង driver jam បាទស្ទះចរាចរចឹងមកអាកាសធាតុបាទដោយសារអាកាសធាតុបាទ weather stray ហ្នឹងគឺអាកាសធាតុបាទបាទយូកាអាចភ្លៀងធ្លាក់អីខ្លាំងឬធ្លាក់ព្រិលអញ្ចឹងមកយើងជិះរៀងនៅតោទាំងបថុយទៅក៏អាចបណ្ដាលពីការស្ទះរឹងដែរបាទ animal សត្វបាទពេលណាដែលយើងកំពុងជិះអាចមានឆ្កែមុតចូលគឺហ្នឹងក៏ដោយសារ animal ដែរហើយមួយទៀត
tẹt tông tận năng other hazard hazard cứ sầm đau từ lâu lại chương có bá cái lại na thọp đù thọp ấy cứ bà đù như cái năng bà năng chẳng lại chương có other hazard năng. It is impossible to get rid of them entirely. Chẳng kịp tha vì mình ai nè vì mình ai impossible mình ai vì mình ai cắt bản thoi nè rid of them vì mình ai cắt bản thoi cụ thể năng cứ tiếng strong bằng nội tê entirely tiếng strong nội tê. Road accident will continue to occur. Chẳng cụ thể nội tam đong plow cứ nâu tay bản to cắt lang như chẳng á. The only thing to do is to take step to reduce the risk. Chẳng có tha ba nhà hai tầm mũi cốt đã dừng tao thở cứ dừng thở về chậm hiền và step chậm hiền hay cắt bàn thoi và dừng thở tại cắt bàn thoi nào à cốt thân ạ được cốt cùng hoàn trái tam đôi chậm hiền mà phải nhớ và the more care we take, yes, the less chance of accident happening to us. Chẳng kịp tha dương bà đang thời dương cắt thoi với tam chậm hiền hay dương mình ai cắt thoi bàn thành strong tê chẳng the more care we take mình thay dương trâu tại che thay là xa khôn dương dương trâu tại che cà phê được khôn ai chẳng này bà hay chẳng ục à cụt thân nặng cứ viêm miên ảo ca nè cụt thân nặng này cụt thân nặng trả cho nó vì miên ảo ca tích bẩm phốt đại vì cắt lang chậm bù dương nặng bà sân dương mình cà phê như thế cứ vì ai bà bỏ dương ngay bà chẳng bao giờ dương cắt bàn thoi thành strong cứ vì ảo tê bà dương thật chạy cao bình luận đề ná chương cũng chỉ lươn bê bà dù ca mà tô miên con to thầm mà rồi mà phấy lên mùa đó buồn hồi của miên đề chẳng cứ mình ai chui bán đi bà nàng hỏi con chân là xâm rạp ca bọ bà bà sân chì miên ca khó chú công và chạy lọc phá khát có xông khăn tay bày tốt bí xâm nạp bọn bà để bàn tốt xâm nạp video mới ní hay xin khâm tha bọn bà ôn nàng bình chật video ní hay bà sân chì bà ôn nàng để tập tới chỗ thamấy bà complete chui cho subscribe nằm bày tụi bà video bật thêm tiết bà con chân goodbye thank you.